Bữa cơm niêu để chia tay Đà Lạt của đoàn du lịch Dược Khánh Sơn, Đà Lạt, Nha Trang 5 ngày 4 đêm. Cơm niêu, cơm Việt, Đà Lạt, liên hoan, sinh nhật, gia đình, khách sạn, cơm niêu. Cơm niêu. Mỗi người một niêu cơm. Hôm nay được ăn cảnh ngày xưa, thích chưa? Mỗi người một niêu. Hôm nay được ăn lại cảnh ngày xưa, cơm niêu ngon nhỉ. Phải của Bá Kiến đúng không? Báo cáo với các anh các chị, hôm nay chúng ta đang ở Đà Lạt và ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi, chúng ta ở có mặt trên Đà Lạt. Thì công ty Dược Khánh Sơn gọi là có một tí quà của đất Đà Lạt thì cũng gửi đến các anh chị và các cô chú. Thì nhưng mà cũng cái quà thì cũng không có gì là nó to tát, nhưng mà gọi là cái tình cảm của công ty đối với tất cả các cô các chú. Và xin cảm ơn ạ. Nghĩa là công ty Dược Khánh Sơn có xuất quà để cho các thành viên trong đoàn hôm nay của mình. Đấy là được rồi. Dạ thôi bây giờ em được tặng luôn. Rồi. Rồi. Em quên. Rồi. Có xuất quà tặng các thành viên trong đoàn đi để chúng ta như thế này hôm nay. Các chị ơi, đón quà của Dược Khánh Sơn chúng ta tất cả giơ đây, giơ đây. Nào giơ. Chúc sức khỏe. Giơ. Mỗi người một gói quà để tạm biệt Đà Lạt. Quà Đà Lạt. Bánh của Đà Lạt. Đặc sản của Đà Lạt. Công ty Khánh Sơn là rất to. Không, rất to. Thế là bây giờ xem thì phải có ý kiến với chủ. Còn em biết em phát động thôi. Em là người phát. Cháu ơi, cháu phát đặc sản Đà Lạt là gì đấy? Đây là hồng dẻo Đà Lạt. À, dạ, cô xin cảm ơn. Cảm ơn Khánh Sơn. Đây là quạt và được một người mới thay luôn à? Anh chị có chưa? Có rồi. Tặng trực tiếp. Động viên kịp thời. Chị nhận rồi. Động viên kịp thời. Còn một ai ở đây nhỉ? Một đồng nhiệt không có gì. Mỗi người một gói quà để tạm biệt Đà Lạt. Quà Đà Lạt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bánh của Đà Lạt. Đặc sản của Đà Lạt. Chuyến du lịch này của đoàn Dược Khánh Sơn rất là vui vẻ. Mỗi người ở một nơi, nhưng khi chúng tôi tập trung lại thì như là một trong gia đình hoặc là trong một họ tộc đi chơi cùng với nhau vậy. Hôm nay là ngày thứ 3 du lịch Đà Lạt. Chiều nay chúng tôi sẽ cùng nhau trở về Nha Trang, nơi thành phố biển. Bữa cơm niêu này để chúng ta chia tay Đà Lạt, nhớ mãi Đà Lạt ơi, thật tuyệt vời. Đà Lạt quả là thành phố muôn vàn các loài hoa, không khí mát lành, môi trường trong sạch, cảnh vật đẹp như tiên.